không? Đây nè, em đang mang là tóc ngắn nè. Tóc ngắn bên em là có hai kiểu chị ơi, hai kiểu là có mái và không mái nha chị nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nè. Tóc ngắn 3030 kèm sơn thoại luôn giúp em. Ok Trương Hữu Nghị nha, ok Trương Hữu Nghị nha. Ai lấy cái mẫu này comment cho em nha, 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đây mẫu này em đang mang là 3030, màu nâu sô cô la nha mấy chị nha, màu nâu sô cô la tối nha. Có màu vàng, có màu nâu ánh vàng nha mấy chị luôn nha. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nè. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em mấy chị nha. Form rất là dễ thương luôn. 3030 kèm số điện thoại luôn giúp em. 3030 kèm số điện thoại nha. Rồi em qua tóc dài luôn cho mấy chị xem nha. Tóc dài thì em qua mã này cho mấy chị xem nè. C32 màu nâu sô cô la nè. Tóc dài nè. C32 màu nâu sô cô la mấy chị nha. Đây nha. Nam đam đổi qua 3030. Ok nam đam nha. Rồi bộ này là ba, bộ này là C32 nè. Đây C32 nè. C32 này em có hai màu nha. Màu em đang mang là màu nâu sô cô la, nó có màu vàng chanh nữa nha mấy chị nha, là hai màu nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em C32 kèm số điện thoại luôn giúp em. 206 là 220 nha Thanh Cao ơi. Nói chung là tóc bộ mà đồng giá, tóc bộ mà dài ngắn em đều bán đồng một giá là 220 hết nha. Trừ khi nó có móc like nó mới hơn 20.000 thôi. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Ai lấy cái bộ em đang mang comment cho em nha, C32 kèm số điện thoại luôn giúp em. Em đang mang là màu nâu sô cô la mấy chị nha. Nâu sô cô la này rất là đẹp mà rất là tự nhiên mấy chị nha. Rất là tự nhiên mình mang màu này là mình đi ra đường nhiều khi người ta ít khi phát hiện là tóc giả lắm nha mấy chị nha. Tại sô cô la là cái màu rất là tự nhiên. Rồi em qua mẫu luôn nha. C32 kèm số điện thoại luôn giúp em. C32 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Em qua mẫu khác cho mấy chị luôn nha. Em qua tóc thẳng mấy chị nha. Tóc thẳng nè, tóc thẳng dài nè. Tóc thẳng dài màu nâu sô cô la nha. Tóc thẳng dài màu nâu sô cô la nha. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em, tóc thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc bộ thẳng kèm số điện thoại luôn giúp em. Mẫu này em có nhiều màu lắm, em có 5 màu luôn nha mấy chị nha. Em đang mang là màu nâu sô cô la. Tóc highlight hả? Highlight hồi nãy chị có mang lai tay đó em. Có mang lai tay đó em, lai tay là bả đẹp á. Rồi bộ em đang mang là tóc thẳng này em có nhiều màu. Màu em đang mang là sô cô la, nó có nâu vàng nè, nâu vàng nè, đen nè, vàng chanh nè, xám khói mấy chị nha, 5 màu luôn nha. Cho xem máy mà lúc đầu em đổi hả Trương Thị Bình, ok chị nha. Rồi ai lấy cái bộ này comment cho em tóc thẳng dài kèm số điện thoại nha. Tóc thẳng dài này em có loại ngắn hơn luôn, chị nào mình muốn chốt dài ngắn đều được với chị nha. Rồi qua mẫu luôn với chị nha, tóc thẳng dài kèm số điện thoại luôn giúp em. Lai tay rồi, em qua lai tay cho mấy chị xem nè, lai tay nè. Lai tay đây nha. Lai tay này nó dài tầm 55cm thôi nha, dài vừa rất là đẹp mấy chị nha. Rất là đẹp luôn. Cái mã này là bán cháy hàng luôn nha mấy chị nha. Mã này rất là đẹp, bán cháy hàng luôn. Lai tay này là mã đẹp nè. Ai lấy bộ này comment giúp em là lai tay kèm số điện thoại luôn giúp em. Lai tay dài kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Lai tay dài kèm số điện thoại luôn giúp em nè. Em có lai tay dài và lai tay ngắn luôn mấy chị nha. Lai tay là 240 mấy chị nha. 240.000 một bộ lai tay như vậy. Móc lai nha. Móc lai cả đầu như vậy mà chỉ có hơn 20.000 thôi. Hơn bộ bình thường 20.000 thôi. Rồi ai lấy comment cho em lai tay dài kèm số điện thoại luôn. Rồi em qua mẫu khác luôn nha mấy chị nha. Ai muốn xem lai tay ngắn thì em cho xem lai tay ngắn luôn nha. Đây là chị Trương Thị Bình ơi, tóc mái đi nha. Mái là 80.000 nè chị ơi. Mái là 80.000 nè. Mái là 80.000 nè. Ai lấy mái thì chốt tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Tóc mái kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Đây tóc mái đây nè chị Trương Thị Bình ơi. Mái này em có nhiều màu lắm, mấy chị mua về nếu mà dài hơn cái trán của mình thì mình cắt lên tí xíu mấy chị nha. Tại cái mái này thiết kế giống như là để cho người trán cao, trán ngắn đều xài được. Cho nên mình mua về nếu mà dài thì mình cắt lên, hoặc là mình điều chỉnh cái kẹp mình nhích lên trên tí xíu nha, cho nó vừa cái trán của mình nha. Mái này là 80.000 mấy chị nha. 80.000 một cái, form rất là đẹp mấy chị nha. Nó có nâu vàng, em đang mang là nâu vàng, có sô-cô-la và màu đen luôn. Có màu hồng không chị? Có màu hồng khói nha Che Đi Nguyễn ơi.
màu hồng khói thì nó không có móc lai nha em nha, hồng khói là không có móc lai, có hồng khói săn sóng và hồng khói săn đuôi luôn. Rồi tóc mái ai lấy thì chốt kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 80 ngàn mấy chị ơi, 80 ngàn nha. Hàng chất lượng nha. Rồi em qua màu hồng khói cho mấy chị xem nè, hồng khói nè. Hồng khói xoăn dài nha. Có máy khác không? Không có, không có nha em ơi. Máy hả? Máy bên chị là có hai cái form nó giống y như nhau, nhưng máy nó có một loại là bát thẳng, chị đang mang là bát thẳng, nó có bát xoăn luôn nha. Mai Nguyễn lấy tóc mái ok Mai Nguyễn nè. Đây nha. Em đang mang bộ này là màu hồng khói với chị nha. Màu hồng khói nè. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là hồng khói kèm số điện thoại luôn giúp em. Hiếu Kim, làm sao không được chị ơi, để em bật cái kẹp ra chị coi nè. Cái kẹp này rất là dễ bật luôn, bật cái kẹp ra giống như cái kẹp của con nít á, mình chỉ cần mình bật ngửa nó ra là nó hả cái răng của cái kẹp ra thôi nha chị nha, là mình ấn vô tóc thôi, rất là dễ luôn. Trương Thị Bình lấy tóc mái ok chị Trương Thị Bình nè, nhớ ghi đúng số điện thoại giúp em luôn nha mấy chị nha. Rồi mẫu em đang mang là mẫu hồng khói mấy chị nha, em đang mang là màu hồng khói nha. Ai lấy cái bộ này comment giúp em là hồng khói kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Hồng khói kèm số điện thoại luôn giúp em. 220 một bộ tặng kèm lưới chùm nha. Máy xoăn inbox giúp chị nha. Che đi Nguyễn ơi, máy xoăn chị ít có like lắm à, tại vì cái form nó y như vậy đó, chỉ khác là cái râu nó xoăn thôi. Còn em kỹ hơn, em có thể là vô tường của chị, vô album của chị em xem lại cái máy bát xoăn của chị nha. Còn trên like là chị chỉ like đại khái một mẫu cho khách xem form thôi. Màu nâu ok Mai Nguyễn nha. Rồi ai lấy cái bộ em đang mang comment giúp em nha. À, tóc bộ hồng khói kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Hồng khói kèm số điện thoại luôn giúp em. Mã này là mã 36. 36 này, cái mã này em đang mang nè, nó có nâu sô-cô-la nè, nâu sô-cô-la, nâu vàng nè, rồi màu nâu đen mấy chị ơi, rồi xám khói luôn nha mấy chị nha, có màu xám khói luôn. Rồi ai lấy bộ này comment cho em hồng khói kèm số điện thoại luôn nha. Qua mẫu khác cho mấy chị nè. Hồng khói em có một mẫu nữa là săn sóng luôn. Nguyễn Thu em chia sẻ nhiều rồi ok nè. Mấy chị cứ chia sẻ live stream nhiệt tình lên giúp em nha. Bên em sẽ kiểm tra lượt chia sẻ và thông báo kết quả là ai được mua tóc với ai được tặng quà nha mấy chị nha. Ai được tặng quà là một cặp len thái cao cấp kèm khay cho mấy chị luôn nha. Ai chia sẻ nhiều nhất là được tặng quà nha. Cho nên mình đã muốn nhận quà là mình quyết tâm mình chia sẻ thật là nhiều lên, mình vượt mốc lên là mình nhận được quà thôi nha. Rất là dễ luôn. Rồi đây em qua hồng khói nè, săn sóng dài nè. Hồng khói săn sóng dài nha. Đây nha. Bộ này mã của nó là 8183 mấy chị nha, 8183 là săn sóng dài nè. Em có hai màu nha, vàng chanh và màu hồng khói nha, em đang mang là hồng khói. Tóc ngang vai hay cúp đi? Dạ chị Duy Nguyễn ơi, em có cúp qua vai nha chị ơi, em cho chị xem cúp qua vai nha. Qua vai nha, chứ ngang vai là em không có rồi. Rồi đây nha, hồng khói nè. 8183 nha, ai lấy cái bộ này comment cho em 8183 kèm số điện thoại luôn giúp em. 8183 màu hồng khói nha. Rồi em qua mẫu nè. Đây cúp nè, cúp qua vai mấy chị nha. Cúp qua vai nha. Đây cúp qua vai đây nha. Đúng rồi, chia sẻ livestream là được giảm 20k trên một sản phẩm nha. Tóc bộ giá bán trên shop là 240 mấy chị, chia sẻ livestream là còn 220 nha. Giá này là em áp dụng cho khách chia sẻ livestream giúp em mấy chị nha. Tóc cột 120 chia sẻ là còn 100k. Rồi đây nè, mẫu em đang mang. Mẫu em đang mang bộ này là 5025, mã của nó là 5025 cúp qua vai mấy chị nha. 5025 cúp qua vai nè. Ai lấy cái bộ này comment giúp em nha. 5025 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 5025 kèm số điện thoại luôn giúp em. Cúp qua vai mẫu này em có hai màu nha. Em đang mang là màu nâu vàng, nó có sô cô la nữa nha mấy chị nha. Ai lấy mẫu này comment cho em 5025 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. 5025 kèm số điện thoại luôn giúp em. 5025 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Form rất là dễ thương luôn. Em có cúp dài tới eo nha mấy chị nha. Để em qua cúp dài tới eo cho mấy chị xem nè. Đó, cái đó là cúp qua vai đó nha, còn chị muốn ngắn hơn thì nó qua cúp ngang cổ. Máy thưa rồi ok, máy thưa là 80 ngàn mấy chị nha. Đây máy thưa là 80 ngàn nè. Đây nha mấy chị nha, máy thưa là 80 ngàn nha. Ai lấy máy thì chốt tóc máy kèm số điện thoại luôn giúp em nè.
máy là 80.000 nè. Đây form nha mấy chị nha, 80.000 một cái máy nha, xem form giúp em. Mình đi kèm ngoặm với cột là rất là dễ thương luôn. Đi kèm ngoặm với cột là rất là dễ thương luôn. Đây đi kèm ngoặm nè. Đây là ngoặm xù mấy chị nha. Đó, 5025 đẹp đúng rồi Kim Dung ơi, cái mẫu đó đơn giản và dễ thương nha. Rồi đây nha, đây là combo ngoặm xù đi kèm với tóc mái nha mấy chị nha. Máy là 80 còn ngoặm là 130.000 nha. Đều có 3 màu nâu vàng, sô cô la và màu đen mấy chị nha. Ai lấy màu gì thì chốt màu giúp em nha, ngoặm xù đây nè. Ngoặm xù nè rất là dễ thương luôn. Đội sơ xài như vậy hả? Chị ơi em đang ngồi trên live là em thay liên tục cả trăm bộ tóc luôn, cho nên em không thể nào mà đội chắc chắn như bình thường mấy chị đội. Còn khi mấy chị đội cá nhân thì mấy chị sẽ là gài cái dây cột lại này kia nó chắc chắn hơn nha mấy chị nha. Còn em đang live trên live là em đổi tóc liên tục, em không thể nào mà mỗi bộ em đều gài lại thì không có thời gian nha chị nha. Mình xài cá nhân nó sẽ kỹ hơn. Rồi em qua mẫu khác luôn cho mấy chị nè. Máy thưa rồi, máy thưa đó, xem máy thưa giúp em nha. Em qua cúp dài mã 99 cho mấy chị xem nha. Cúp dài mã 99 nè. Đây mã 99 cho mấy chị nha. 99 màu nâu vàng nè. 99 nè. Mã 99 này là dài cúp đuôi mấy chị nha. Mã 99 này là dài cúp đuôi nè. Dài thẳng dài cúp đuôi nha, rất là dễ thương luôn. Mã này em có hai màu nha. Em đang mang là nâu vàng, nó có màu nâu sô cô la luôn nha. Ai lấy cái mẫu này comment giúp em nha. 99 kèm số điện thoại luôn giúp em. Máy thưa hả? Máy thưa là chị có nói mà em, lúc chị like chị có nói màu mà em. Có nâu vàng, sô cô la, màu đen. Có 3 màu nha. Ai lấy mẫu này comment giúp em nè, 99 kèm số điện thoại luôn giúp em nha. Mã này có 2 màu nâu vàng và sô cô la và màu đen luôn nha, có màu đen luôn nha mấy chị nha. Máy thưa cũng vậy luôn, cũng có 3 màu luôn. Rồi ai lấy cái bộ này comment giúp em nha, 99 kèm số điện thoại luôn giúp em mấy chị nha. 99 kèm số điện thoại luôn giúp em. Rồi ai muốn xem mẫu nào thì mình comment lên để mà em qua mẫu cho mọi người luôn nha. Ai muốn xem mẫu nào comment lên thì em qua mẫu cho mọi người luôn. Em gửi cho chị chưa, chị Trần Huệ hả? Dạ chị Trần Huệ ơi, đơn của chị đi rồi nha chị Trần Huệ nha. Đơn của chị Trần Huệ là đi rồi đó chị. Ai lấy mẫu này comment giúp em, 99 mấy chị nha. Form này rất là dễ thương luôn, đơn giản và rất là dễ thương. Ngôi của nó là ngôi lệch của một bên nha mấy chị nha. Chất tóc bên em á, là uống dũi bấm được mấy chị nha. Chất tóc này là dùng nhiệt được, uống dũi bấm được nha. Cho nên là mình mua về mình không thích, mình có thể là mình thích mình có thể bấm phồng lên hoặc mình duỗi thẳng đuôi ra được nha mấy chị nha. Em chỉ cách gắn máy phồng cho chị xem. Chị ơi máy phồng là em không like trên live, máy phồng em không like trên live nha chị ơi. Chị có thể vô YouTube chị gõ ra là cách xài máy phồng, nó sẽ có hướng dẫn cho chị nha. Vô YouTube là mình gõ ra cách xài các sản phẩm nó đều có clip cho mình hết nha mấy chị nha. Rồi bây giờ em qua mẫu khác nha, em qua một mẫu nữa. Có tóc ngắn không? Kiểu tomboy hả? Tóc ngắn tomboy inbox giúp chị nha ship con ơi. Tóc ngắn tomboy inbox giúp chị đi em. Tomboy là chỉ có tém xoăn với lại tém thẳng luôn nha em nha. Có hình chụp mẫu luôn, hình chụp thật luôn. Rồi